Quý vị đang theo dõi chương trình phát hình trong phần tin thời sự thế giới ngày hôm nay của Lạp Sơn với Hoàng Trọng Thụy và thưa quý vị những người biểu tình tiếp tục biểu tình phía trước nhà của ông thị trưởng đây có thể nói là lần đầu tiên những người biểu tình thay vì kéo đến tòa đô tránh hay là sở cảnh sát thì những người ở Los Angeles lại quyết định kéo đến nhà của ông thị trưởng Uh, Eric Garcetti của Los Angeles Lý do là họ chống đối việc mới đây uh, Phe công tố, cảnh sát và kể cả thị, tr thị trường nữa đã đồng tình Để coi như không kết tội hai cảnh sát viên Một người châu Á và một người uh, châu Mỹ Latin Về cái việc mà họ đã nổ súng bắn chết một người Phi châu Mà những người này nói là không có súng hoặc là vũ khí ở trong tay. Đó là Israel Ford. À, nội vụ xảy ra từ năm ngoái khi theo trong bản báo cáo của cảnh sát đó, đây là Israel Ford, thưa quý vị. Một thanh niên và những thường thì chúng ta thấy đó, bất cứ một cái người gốc Phi Châu nào mà bị bắn chết rồi đó, dù người đó là tội phạm, thì những người thân, những người trong gia đình thì lại bênh vực họ vẫn cảm thấy con của họ là vô tội là innocent vẫn lúc yeah. nào cũng thế rồi có những người nói đó mới đây có một người ở anaheim mà bị bắt làm à, bởi vì có chủ đích để sang syria à, tham gia chiến đấu với bọn isis đó. Yeah, cũng là người người da màu luôn yeah. à, người à, trung đông wow thì một lần nữa, ông bố và người mẹ lại nói không con tôi của tôi nó dễ thương, nó vô tội lắm, yeah. nó không làm hại ai hết, cho nên tôi không thể nào tin nó có thể là tham gia với ISIS được. Yeah. Thì trong trường hợp này người Mỹ gốc phi châu này cũng thế, gia đình bạn bè nói không con tôi nó hiền lắm, yeah. nó không bao giờ nó hại ai hết, cho nên họ không tin. Dạ. Yeah. Là Ford thực sự đã có hành động mà, mà có thể khiến cho cảnh sát nổ súng Và cái hành động này là thưa quý vị theo cái bản tin đó thì uh, Ford đã trong lúc mà struggle với cảnh sát á, Đã um, tìm cách để mà giật khẩu súng của cảnh sát Cái đó là cái yeah. vấn đề uh, báo cáo của cảnh sát uh, thì nói rằng là họ chỉ chặn xe để mà kiểm tra thôi yeah. Để vì thấy bảng số xe hay được một cái gì đó nghi ngờ thì họ thật hoàn toàn cảnh sát có quyền nhưng mà khi cảnh sát yêu cầu anh ngồi trong xe, anh không ngồi trong xe. Ừ, đi ra. Anh bỏ ra anh đi là yeah. vi phạm rồi nhé. Yeah, vâng. Khi mà cảnh sát kêu dừng lại thì hắn không dừng lại mà bỏ chạy. Yeah. Bỏ chạy xong một lát nữa, trong đó có hai cảnh sát rượt theo. Hắn đã quay lại tấn công một người cảnh sát và trước lúc wow. hai người vật nhau ở dưới đất đó thì Israel Ford theo lời một cảnh sát châu Á thì nói rằng Ford tìm cách Giật lấy khẩu súng của người cảnh sát châu mỹ là tình well, so... So, cái người nào đã bắn chết ford thì cái người mà châu á châu á okay. à, đã nổ súng nhưng mà cái chuyện đó không thành vấn đề yeah, vấn yeah. đề lớn ở đây đó là những người biểu tình họ nói rằng không biết, cần biết yeah. không cần biết cái vấn đề ở đây nó trở thành nó càng ngày nó càng vô lý và đó là lý do tại sao đã khiến cho cảnh sát ở một số nơi họ rất là rè rặt để đến yeah. khi mà họ nhận được 911 một và có những cái vụ cướp hay những cái vụ ẩu đả xảy ra yeah, họ vâng. không muốn can thiệp luôn yeah, rất là sợ là bởi vì uh, cái này cái này nó cũng rất là sensitive là bởi vì Ford đã chết hai ngày sau khi Michael Brown bị bắn chết đó là yeah. cái điểm mà Ford cũng đã được Little sài gòn tv loan tải vào cái thời điểm michael brown ai cũng bảo vệ michael brown nó con yeah. của tôi là hiền lắm nhưng mà không biết được michael brown ăn cướp rồi húng hách hung hăng rồi tìm cách đánh cảnh sát nữa yeah. rồi vậy mà khi mà uh, tuyên bố người cảnh sát đã vô tội thì lại xảy ra các cuộc biểu tình yeah. và họ nói rằng uh, đây là trường hợp một lần nữa cho thấy cảnh sát đã dùng vũ lực quá đáng đồng ý có những trường hợp cảnh sát đã dùng vũ lực quá đáng chẳng hạn như ngày hôm trước có một những cảnh sát họ đã rút súng ra trong lúc mà tìm cách ngăn chặn những uh, trẻ em thiếu niên bỏ, chạy, đó. bỏ không? chạy trong dạ. lúc mà tụ tập bởi vì cảnh sát nhận được cái uh, điện thoại của những người dân nói là À, có một cái vụ mà xô sát giữa các thiếu niên với nhau đó thì cảnh sát trong lúc mà ngăn chặn thì đã rút súng ra yeah. thì cái hành động đó đã bị người cảnh sát này đã bị đình hoãn không cho làm việc nhưng mà có những trường hợp cảnh sát hoàn toàn họ có được quyền sử dụng vì không thì họ chắc chắn đã bị bắn chết như trường hợp đã có những người cảnh sát cũng đã bị bắn chết rồi và đó là cái vấn nạn hiện nay mà sẽ còn tiếp diễn nữa thưa quý vị, cảnh sát mặc dù trên khắp các nước Mỹ này cũng đã được huấn luyện trở lại bởi vì họ nói đó là hãy cố gắng kiềm chế. Yeah. Nhưng mà cảnh sát được huấn luyện yeah. để sử dụng vũ khí và họ được phép khi thấy có bất cứ một cái chuyện gì Yeah. Gây hại đến mà chẳng nhận được huấn luyện à, phải kiềm chế uh -huh. à, phải dùng cái vũ khí đúng lúc và uh -huh. họ còn phải đeo cái body camera nữa yeah. để mà để mà họ control uh -huh. khi mà chuyện gì xảy ra đều được ghi hình lại hết. Yeah, vâng. yeah. À, quay sang một cái bản tin khác nhẹ nhàng hơn và <laughs> sau cái bản cái bản tin nhờ cái bản tin này mà chúng tôi biết được đó là à, bé tí Lập Sơn rất là rất là thích heo con. <laughs> heo con rất Thậm là chí dễ thương. Muốn mang về nhà để nuôi. 呃。<laughs> uh cảm ơn anh Thụy cho em một cái tin nó nhẹ nhàng hơn một tí xíu là thưa <laughs> quý vị một cái chiếc sơ trắc chở tới 2 hai con heo con đã bị đã bị lật và làm chết hàng trăm con heo con và phần Ồ, những con heo có con gì? tội nghiệp anh à, mặc dù nó cũng sẽ bị chết nhưng mà nó chết trong cái tai nạn thì thấy nó tội không ít hơn. nhất cũng còn được 6 tháng tới một năm nữa bởi vì nó lớn lên nó mới Nhạc làm vị làm thịt nó phải được ăn chứ à, <laughs> còn số còn lại thì chạy tán loạn thưa quý vị và cũng có nhiều con heo con đã được uh, uh, Recover là được để oh. bắt lại, wow, quý vị thấy đó trong hình đó thì uh, cái chiếc xe nó lật đó thì ngay bên cái mé rừng thì những con heo mà nó được tẩu thoát đó thì nó lủi vô rừng, cho nên cái việc mà tìm oh. kiếm lại những heo con thì rất là khó. Đây là một cái tin quá vui cho những con sư tử, những... Wow. Yeah. những con chó sói ở trong rừng, bởi vì đây là cơ hội để chúng có một bữa thịt heo quay ngon lắm quay hay là heo tươi, không? <laughs> làm gì có lửa để quay. Mình cứ nói theo cái ý của mình đi. Rồi. Okay. Nhưng mà rõ ràng hả? Heo mà nó bỏ chạy vào rừng đâu có ai bỏ bỏ vào rừng, bởi vì họ cũng sợ thấy mồ. Đúng. Không nhưng mà anh không biết đâu. Heo nó chạy rất là nhanh. Mặc dù heo mình thấy đột vậy chứ mà nó chạy nhanh lắm. Không. không mà rất nào, là khó bắt Không thể nó tự... nào chạy bằng con chó. Bởi vì cái được. cái cái body nó trơn lắm anh. Coyote đi. Yeah mấy cái con chó, con chó sói, còn yeah. dư đi loại nhỏ ở trong rừng chắc chắn nó sẽ đuổi theo để nó bắt. À, thưa quý vị, cảnh sát ở Connecticut hôm nay đã xác nhận một thi thể vừa có tin vui, bây giờ lại, à, lại qua tin Sang chết người, chết người thế này. Cảnh sát ở Connecticut vừa xác định một thi thể thứ bảy đã liên can đến một tù nhân hiện nay đang bị giam trong nhà tù về tội giết người hàng loạt. Cách đây cả một thập niên. À, và trước đó thì cảnh sát trong cái phiên xử đó. Cảnh sát cho biết à, cái tên tù nhân này đã bị xử về tội giết 6 người khác. Mà bây giờ lại có thêm một thi thể thứ 7 nữa. Và bây giờ thì cảnh sát cho biết là thi thể cuối cùng này đã được positively identified. Đã được xác nhận là ai rồi. Người phụ nữ tên này tên là Marilyn. Gonzales sinh năm 1976 và có thể nói cảnh sát nói rằng trong cái cuộc điều tra đó họ đã connect được đó tức là họ đã nối được những cái điểm nghi ngờ với nhau để cuối cùng tìm thấy được đây là tên tội phạm đã giết wow. người hàng loạt cái mặt kinh hoàng quý vị Và hả? khi mà tìm được như vậy đó thì theo cái schedule đó ông ừ. Devin Howe 45 tuổi, chỉ mới 45 mà đã giết 7 người rồi ha. Ờ uh, theo cái bản tin đó thì ông sẽ được uh, tại ngoại vào năm 2019. Mà nếu như những cái body được identify uh -huh. như thế này thì anh nghĩ khi mà họ xử yeah. lại thì có thể là... Chắc chắn ở luôn. Yeah, ở thì luôn. Vì bây giờ đó xem như là tất cả những cái thi thể của các nạn nhân này đều được xem là đã do tên William Devin Howe, 45 tuổi, giết và bị ở tù từ năm 2005 năm Lúc đó, cảnh sát chỉ mới khám phá là y giết cô Nilsa Arismendi 34 tuổi mà thôi. Nhưng mà dần dần đó, thì họ mới tìm ra được những cái thi thể khác chôn ở trong một cái thương xá. Yeah, wow. Ở phía một cái, sau. Một ở phía cái, sau, cái shopping lắm, center wow. thưa quý vị. Và giấu xác ở đó. Và sau khi đã hãm hại những cô gái này là kinh hoàng. Tiếp tục với bản tin ngày hôm nay về vụ một cái bệnh siêu mới. vi khuẩn. Wow, wow, một cái bệnh mới cái này còn ghê hơn là Ebola nữa anh nhỉ? Thì cái case Glo Glo globally bây giờ đó thì đã có 1.244 case yeah. và trong đó thì có 446 case uh, là đã những cái người bệnh nhân này là đã bị chết. Thì uh, cái MERS M E R S nó liên quan tới cái đường hô hấp đúng yeah, không Thủy? Thì khi mà mình bị nhiễm vào thì mình bị như thế nào? À, thứ nhất là bị sốt, uh -huh. à, cảm thấy tự nhiên sốt, sau sốt là đến ho, wow. mà ho khang đó, ho mà không có ngừng ho giống hò. như Wolf, uh, cough gì đó hả? Dạ, yeah, cứ ho yeah. thế, sau rồi bắt đầu bị tức ngực, ừ. rồi thận bị hư, wow, rồi phổi bị hư. Và trong thời gian bao lâu mà mình bị tất cả những cái thời gian ủ bệnh, đó? bệnh đó là 15 ngày trong vòng 15 ngày đó sẽ có những cái triệu chứng bắt đầu sốt, ho rồi ho. Chính vì thế mà giới chức y tế ngày hôm nay họ nói tất cả những người bệnh nhân ở chỉ ở vùng Nam Hàn thôi. Yeah. Bệnh này đặt tên là MERS bởi vì có cái chữ Middle East Trung Đông, hô hấp cấp tính vùng Trung Đông và đã xuất nguồn từ Ả Rập Saudi. Ừ. Rồi ở Do Thái cũng có những cái trường hợp này à. Nhưng mà cái số người hồi nãy Lập Sơn đưa ra đã, 1 bốn người đó là trường hợp mới nhất Mà mình biết được thôi Là biết dạ. được và dẫn đến chết là 446 người thiệt mạng Nhưng mà ở Nam Hàn Tính tới ngày hôm qua đó Số người thiệt mạng là 6 người wow. 6 người thiệt mạng rồi dạ. Nhưng mà bây giờ nó đã biến toàn bộ cái khu vực của Nam Hàn đó, nó trở thành thưa quý vị, một cái khu vực mà có thể nói rằng là hỗn loạn hết. Dân chúng yeah. bây giờ không dám ra đường không di chuyển. À, trường học đó sẽ bị đóng cửa trong vòng 15 ngày luôn đó. Yeah chẳng dừng những như vậy mà những cái người bệnh nhân đó họ từ chối họ không đi vào nhà thương bởi vì họ sợ vô nhà thương là các cái nơi mà anh thấy nhiều vi khuẩn dơ nhất cho nên họ từ chối họ có bệnh họ cũng không dám vào nhà thương thưa quý vị cái nguy hiểm... là vì sợ yeah. bị lây bên cạnh đó nữa đó là nó gây ảnh hưởng trì trệ tất cả các hoạt động và cái thiệt hại về kinh tế rất là lớn cho nam hàn chúng tôi trở lại ngay để gửi đến quý vị bản tin tiếp tục liên quan đến dịch bệnh mà đến ngày hôm nay chưa có dấu hiệu giảm thiểu ở tại nam hàn về dịch bệnh mers mời quý vị cùng theo dõi ngay sau phần quảng cáo